chính tốc độ motor Teco công suất 1,5 kW 2 HP 2 ngựa. Để điều chỉnh được tốc độ trục ra của motor thì chúng ta sẽ điều chỉnh thông qua biến tần bằng cách giảm biến tần xuống, giảm tần số xuống. Tốc độ đang là 1495 phút, bây giờ chúng ta bắt đầu giảm tần số 40 Hz, thì tốc độ còn khoảng 1200 vòng trên phút. Tần số 30 Hz, tốc độ bây giờ còn 906 vòng trên phút. Tần số 17 Hz, tốc độ còn 530 vòng trên phút. Thì tần số càng giảm thì cái lực moment của motor càng giảm nha. Tốc độ giờ còn 31 vòng trên phút. Lực moment của motor bây giờ dường như là bằng không, rất là yếu. Ta muốn trở về trạng thái ban đầu chỉ cần vặn tần số lên 50 Hz thôi. Thì ngoài motor chân đế, Teco chân đế thì có thể sử dụng motor quạt bích nha, vận hành tương tự thôi. Đây, có tiền motor tiền chống giãn này. Năng lượng biến tần thì nguồn điện vào sẽ là điện 1 pha 220V, điện ra sẽ là điện 3 pha 220V này. Biến tần này sử dụng cho hai ngựa trở xuống nha. Sau đó đấu điện thì chúng ta đấu như trong video. Khách cần tư vấn thêm có thể liên hệ với công ty điện motor, số điện thoại 0901460163 nha.